Đó. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Đấy, này là buổi ra quân thứ hai mà chưa thấy em cò nào anh em ạ. 5:30 rồi. Thấy mấy em cò trắng mà chưa thấy cái mống nào cò mã đi. Anh em xem nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá. Chọc cánh phải luôn. Chậm quá rồi. Nó bị đọc nó hồi mà chậm quá. Máu thật đẹp vẻ. Đây rồi. Có mình không bà? Nó bốc lên à? Ừ. Không dây đấy. Không dây thì còn mình không? Có còn mù đậu đéo đâu.
Thì còn qua những được cái buộc cỏ vậy chắc là đất rồi. Ờ, giờ đất rồi vậy thì thấy lưu lưu cỏ rồi. Không mắt à? Không mắt. Ui chụp cái thạch này. Chịu được. Má đẹp quá. Má đẹp quá. Ôi trời ơi, thôi ăn ớt rồi các bạn ơi. Tí xíu. Tí xíu. Thôi, sao ăn? Đi được. Đi ra mắt đi. Ủa là buổi sáng đợi được một mẻ đấy đấy. Thì đang thấy có một mình nó to lắm anh em ạ, chưa má cháy nhưng mà cánh cũng trắng phết rồi, cánh trắng phết rồi, đẹp vậy. Cứ giật sát là có cỏ ra.
Đây này. Được hai con này anh em ạ. Hai cò to mà chưa má cháy. Đang lum lum thôi. Em tiếc cái đàn vừa nãy quá. Một con kia nó xuống tưởng không có cò. Để có mỗi con này. Úp luôn để lấy mồi. Tại vì ngoài bãi chưa có mồi mấy. Mấy con cò xốp nữa. Phải cò thật nó mới mạnh được anh em ạ. Đây cò bay này. Được hai em cò to mà không ăn thua. Không đẹp lắm. Ốm cò. Còn đi vòng lại bá lừa sợ. Đất luôn cái bãi. Khôn ghê ghê. Kinh. Vậy gọi có chỗ sống với cô cho lại lên. Thì giờ tôi xuống mà chết thôi rồi. Thành quả của hai anh em là được có hai con thôi anh em ạ. Cò cũng to nhưng mà chưa thay lông xong. Thay lông xong thì đẹp quá. Đây, cò diều đây, hiện tại thì vẫn còn dập cơ dập thịt. Đang cho bay có 2,5 mét rồi. 2,5 mét 3 mét. Tôi xin phép chào tất cả mọi người đã xem hết video. Nắng lên rồi, giờ 6:30 rồi em thu đồ thôi. Chào tất cả mọi người nhé.